Thưa quý vị và các bạn, trong mấy mươi năm đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, trên khắp mọi miền đất nước đều trở thành chỗ đóng quân hoặc là nơi hoạt động và đấu tranh của cán bộ chiến sĩ. Trong chương trình Di tích và Danh thắng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy Nam Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Đồng Rùm là khu trường chà nằm ở trung tâm căn cứ Chư Minh Châu, giữa hai nhánh suối Bà Chim và rạch Sông Đôi, nay thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Năm 1946, lực lượng cách mạng Tây Ninh đã chọn Đồng Rùm làm căn cứ, xây dựng công binh xưởng chế tạo vũ khí tại đây. Năm 1951, xứ ủy Nam Bộ chuyển về xây dựng căn cứ tại Đồng Rùm do đồng chí Lê Chuẩn làm bí thư xứ ủy, đặt phiên hiệu là X-40. Do vậy, căn cứ này có tên gọi là căn cứ X-40 Đồng Rùm hoặc căn cứ xứ ủy Nam Bộ, căn cứ Lê Chuẩn. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Căn cứ được xây dựng ở trung tâm rừng già nguyên sinh, nhiều tầng cây, trong đó tầng cuối chủ yếu là le, tre, trúc, cỏ tranh dưới các tàn cây cổ thụ và dây leo. Các di tích trong căn cứ như hầm, nhà ở, bếp chủ yếu làm bằng cây rừng, mái lợp tranh. Nhưng sau bao năm di tích này không còn tồn tại. Mới đây, Bảo tàng Tây Ninh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về căn cứ Đồng Rùm cho các em học sinh ở trường trung học cơ sở Lê Lợi và trường trung học cơ sở thị trấn huyện Tân Châu. Tại đây, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy, bảo tàng viên, giới thiệu đến các em về căn cứ Đồng Rùm, về hoạt động của các đồng chí Lê Chuẩn, Phạm Hùng, Trần Văn Trà tại khu căn cứ này. Khu căn cứ khi xưa có nhà làm việc, nhà ở, nhà khách với nhiều hố bơm, giếng nước và bếp hoàng cầm. Chiến hào được đào sâu từ 1m đến 1m2, rộng 0,8m. Từng đoạn lại có công sự chiến đấu, hầm hàm ếch để trú ẩn và có một ngách thông ra hầm chữ A để tránh bơm. Hầm trú ẩn gồm hầm chữ A, các hầm hàm ếch công sự cá nhân để chiến đấu gắn với khu chiến hào. Đặc biệt nơi đây có khu hầm phẫu thuật và khu nghĩa trang dùng căn cứ. Tất cả di tích này do chiến tranh tàn phá, nay chỉ còn lại những cánh rừng. Nên nhà bị tre bao phủ và có những cây rừng mọc trùm lên. Hiện nay khu rừng lịch sử đã được khoanh vùng bảo vệ. Tại đây đã xây dựng bia tưởng niệm để tưởng nhớ các vị anh hùng đã ngã xuống vì quê hương thân yêu. Với tư cách là một phó bí thư xã đoàn thì tụi em luôn tuyên truyền cho mấy em học sinh biết về khu di tích lịch sử căn cứ Đồng Rùm để cho mấy em hiểu biết thêm, vì đây là nơi căn cứ mà của cô chú bác hồi xưa đã chọn là nơi ẩn náu và cũng là nơi mà thường xuyên tụi em đến đây để tổ chức những hoạt động như là dã ngoại và vui chơi để giúp cho các em hiểu biết thêm về truyền thống của khu di tích lịch sử căn cứ Đồng Rùm. Là đoàn viên thì tụi em luôn đề cao ý thức là phải bảo vệ môi trường và bảo vệ khu di tích lịch sử căn cứ Đồng Rùm. Khu di tích căn cứ Đồng Rùm là một trong những địa điểm về nguồn của các em học sinh để xem lại những chứng tích còn lại của chiến tranh và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tụi em được biết là đây là khu căn cứ để các chiến sĩ làm cái nơi trú ẩn để làm cuộc kháng chiến. Và em là học sinh, em phải biết giữ gìn khu căn cứ và phải biết học giỏi để xứng đáng với các chiến sĩ ngày xưa. Dạ, trường của em mang tên Đồng Rùm là tại vì để tưởng nhớ lại khu di tích lịch sử và để tưởng nhớ lại những ông cha ta đã hồi xưa đã bỏ những công sức và có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ được đất nước. Và theo em là học sinh ở Đồng Rùm nên em phải cố gắng học giỏi và không thể nào, và em sẽ cố gắng bảo vệ khu căn cứ Đồng Rùm. Hiện nay tại xã Tân Thành, trường trung học cơ sở Đồng Rùm được xây dựng với gần 500 học sinh. Tuy cơ sở vật chất ở đây còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò ở trường cố gắng thi đua, dạy và học tốt
để xứng đáng với tên trường mang tên khu căn cứ Đồng Trùm. Căn cứ xứ quỷ Nam Bộ Đồng Trùm là nhân chứng lịch sử ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Suốt 9 năm đầy gian khổ hy sinh của quân và dân Tây Ninh, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đây cũng là nơi lần đầu tiên ra đời lực lượng vũ trang Tây Ninh, đó là chi đội 11, từ tầm chông, giáo mát, nớp bàn, súng kép, đã xây dựng công binh xưởng chế tạo vũ khí để trang bị cho lực lượng kháng chiến. Nơi đây còn ghi đậm dấu chân người lính để lên đường tập kết ra Bắc, chờ 2 năm tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nơi đây cũng là nơi bí thư xứ quỷ Nam Bộ Lê Chuẩn đã nghiên cứu tình hình để viết dự thảo đề cương đường lối cách mạng miền Nam trình Đại hội Toàn quốc lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam. Ông cũng là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ X-40 Đồng Trùm là địa điểm thường trực của các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam và sư đoàn chủ lực đầu tiên của miền Nam được thành lập tại đây và làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Bắc Tây Ninh. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin nêu đáp án cuộc thi tìm hiểu di tích danh thắng tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2015, chủ đề xứ ủy Nam Bộ. Câu 1. Đáp án A. Căn cứ xứ ủy Nam Bộ X-40 Đồng Trùm thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh còn có tên gọi là căn cứ Lê Chuẩn. Câu 2. Đáp án B. Căn cứ xứ ủy Nam Bộ X-40 Đồng Trùm đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại quyết định số 61/1999/QĐ-BVHTT vào ngày 13 tháng 9 năm 1999. Câu 3. Có 1.539 thư tham gia. Chúng tôi xin chúc mừng các cá nhân và đơn vị đã đạt giải thưởng. Sau đây là danh sách giải thưởng. Danh sách đạt giải. Giải cá nhân, 4 giải khuyến khích, 1 Trần Thảo Thanh Huy, lớp 7A5, trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, thành phố Tây Ninh. 2 Nguyễn Chiết Công, lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Thái Bình, huyện Châu Thành. 3 Nguyễn Thị Hoài Nhi, lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Thái Bình, huyện Châu Thành. 4 Tô Hồ Kiệt, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, thành phố Tây Ninh. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cá nhân và đơn vị đã đạt giải thưởng vui lòng đến phòng trưng bày thuyết minh Bảo tàng Tây Ninh, đường 30 tháng 4 để nhận giải thưởng. Sau đây là câu hỏi cho kỳ thi tìm hiểu di tích văn hóa lịch sử Tây Ninh tháng 4 năm 2015. Câu hỏi 1. Ngày 6 tháng 6 năm 1969 tại vùng rừng Tà Nó, Tân Lập, Tân Biên, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam cùng các lực lượng yêu nước khác đã tiến hành Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam. Bạn hãy cho biết đại hội đã bầu ra chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do ai làm chủ tịch? A. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. B. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Câu hỏi 2. Bạn hãy cho biết di tích căn cứ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Trảng A Lân thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia tại quyết định số 3.518/QĐ-BT vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 4 tháng 12 năm 1998. B. Ngày 4 tháng 12 năm 1999. Câu hỏi 3. Theo bạn có bao nhiêu thư tham gia kỳ này? Bài chữ thi xin ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ. Ban tổ chức sẽ tặng giải tập thể cho đơn vị có số bài dự đoán xác suất gần trúng nhất, ưu tiên thư trả lời đúng và sớm nhất theo dấu bưu điện. Thư trả lời xin gửi trước ngày 10 tháng 4 năm 2015 theo địa chỉ sau: Bảo tàng tỉnh, phòng trưng bày thuyết minh, đường 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh, điện thoại 0663-822-562. Ngoài ra, các bạn còn có thể truy cập vào website www.bảotang.tayninh.gov.vn để tìm hiểu thêm thông tin câu hỏi của cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Di tích và Danh thắng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.